Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 7. Nhân chia phân thức. Chúng ta đi vào hoạt động khởi động. Ô tô A tiêu tốn A lít xăng để đi hết quãng đường x km. Ô tô B tiêu tốn B lít xăng để đi hết quãng đường y km. Để đi được 100 km, mỗi ô tô tiêu tốn bao nhiêu lít xăng? Rồi câu B, ô tô A tiêu tốn lượng xăng gấp bao nhiêu lần ô tô B? Câu A, người ta hỏi mình là để đi được 100 km mỗi ô tô tiêu tốn bao nhiêu lít xăng? Mình trả lời là để đi được 100 km ô tô A cần Cần bao nhiêu các em? Đây. Ô tô A này cần A lít để đi hết quãng đường x km mà chúng ta là cần đi được 100 km. Hỏi mình là cần bao nhiêu lít xăng? Đó. Thì thầy hãy chỉ cho các bạn cái này đúng không? Nhân chéo chia ngang. Có nghĩa là 100 nhân A chia x. Đó. Vậy để đi được 100 km ô tô A cần 100 nhân A chia x lít xăng. Tiếp theo ô tô B cần. Ô tô B mình cũng làm tương tự như vậy các em. Đây, ô tô B này tốn B lít xăng để đi hết quãng đường y km nha. B lít để đi được quãng đường Y km. Như vậy thì bây giờ để đi được quãng đường 100 km hỏi cần bao nhiêu lít xăng? Đó chúng ta cứ việc nhân chéo chia ngang. Được chưa? Nhớ nha, lít lít km km. Thì mình được 100 nhân B chia Y. Ô tô B cần 100 nhân B chia Y lít xăng. Đó. Chúng ta trả lời xong câu A. Câu B. Ô tô A tiêu tốn lượng xăng gấp bao nhiêu lần ô tô B? Muốn biết gấp bao nhiêu lần chúng ta lấy cái lượng xăng này. Lượng xăng mà ô tô A tiêu thụ chia cho lượng xăng mà ô tô B tiêu thụ khi mà chạy 100 km. Câu B. Mình nói là ô tô a tốn lượng xăng gấp gấp bao nhiêu lấy bạn này chia bạn này 100 a phần x chia cho 100 b phần phần y được không 100 a phần x chia cho 100 b phần y bằng thì cũng tương tự như là số thập phân tương tự như là phân số tương tự như là phân số thì chia sẽ bằng nhân nghịch đảo 100 a chia x chia cho bạn này chính là nhân nhân nghịch đảo lại là y phần 100 b bằng nhân hai phân thức chúng ta lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu nha mình được 100 ai phần 100 bx chia tử và mẫu cho 100 chúng ta được AI phần bx đó ô tô a tốn lượng xăng gấp nhiêu này lần ô tô ô tô b rồi chúng ta xong hoạt động khởi động chúng ta đi vào một nhỏ nhân hai phân thức hoạt động 1 một. một tấm bạc lớn hình chữ nhật có chiều dài là a mét, chiều rộng là b mét được ghép bởi các tấm bạc bé hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng đều bằng 1 phần k chiều dài chiều rộng của tấm bạc lớn. Có nghĩa là tấm bạc lớn này ghép bởi những cái tấm bạc nhỏ này. Đó và chiều rộng của tấm bạc nhỏ thì bằng 1 phần k lần chiều rộng của tấm bạc lớn chiều dài của tấm bạc nhỏ sẽ bằng 1 phần k lần chiều dài của tấm bạc lớn tính diện tích của tấm bạc bé theo a b và k tính diện tích tấm bạc bé theo a b và k đây các em bây giờ thầy đi tính chiều rộng của tấm bạc bé nha kỹ thì thầy ghi là chiều rộng của tấm bạc bé là thì đề cho là chiều dài và chiều rộng của tấm bạc bé đều bằng một phần k chiều dài chiều rộng của tấm bạc lớn có nghĩa là tấm bạc bé của chúng ta sẽ tính như thế nào tấm bạc lớn á chiều dài là là a từ đó mình suy ra tấm bạc bé chiều dài sẽ là một phần k nhân cho a được chưa đây là tấm bạc lớn nè đây là tấm bạc bé nè một phần k nhân a bởi vì bằng một phần k lần chiều dài chiều rộng của tấm bạc lớn cho nên là muốn tính chiều dài của tấm bạc bé chúng ta lấy 1 phần k nhân cho a chính là a phần k. Đó. Tương tự như vậy, chiều rộng của tấm bạc lớn là b, từ đó mình suy ra chiều rộng của tấm bạc bé sẽ là 1 phần k nhân cho b. Có nghĩa là bằng b phần k. Được không? Chiều rộng của tấm bạc bé là chiều rộng là là b phần phần k mét rồi chiều dài của tấm bạc bé là a phần phần k mét từ đó chúng ta tính được diện tích của mỗi tấm bạc bé diện của mỗi tấm bạc bé là rộng nhân dài b phần k nhân cho a phần phần k thì chúng ta được b nhân a thì chúng ta được ab k nhân k thì mình được k bình phương đơn vị là mét vuông nha kết quả là ab phần k bình phương mét vuông chúng ta xong hoạt động 1. Tương tự phép nhân phân số ta có quy tắc nhân hai phân thức như sau. Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tự thức với nhau, các mẫu thức với nhau. À, nhớ cho nhanh là tự nhân tử mẫu nhân mẫu được chưa? Nhân hai phân thức thì tự nhân tử mẫu nhân mẫu. A nhân C, B nhân D. Đó, tự nhân tử mẫu nhân mẫu. Cũng tương tự khép nhân các phân số, khép nhân các phân thức có các tính chất sau: tính chất thứ nhất là tính chất giao hoán, có nghĩa là a phần b nhân c phần d thì cũng bằng là c phần d nhân cho a phần b, Đó, ab đứng trước hoặc là đứng sau đều được ha, giống nhau, giao hoán. b tính chất kết hợp, chúng ta có thể kết hợp ab nhân cd được bao nhiêu nhân cho eg hoặc là mình lấy cd nhân cho eg được bao nhiêu nhân cho ab hoặc là tính chất kết hợp hoặc là tính chất phân phối đối với phép cộng tính chất phân phối đối với phép cộng thì cũng tương tự như phần số a phần b nhân cho c phần d cộng cho e phần phần g thì sẽ bằng bằng a phần b nhân với c phần d rồi cộng cho a phần b nhân với e phần g phải là tính chất phân phối đối với hấp cộng. Chúng ta đi vào ví dụ 1, thực hiện các phép nhân phân thức sau. Câu A. 2AC phần 3B nhân cho trừ 6 B mũ 3 phần 8 A bình C. Thì à, sách cũng có trình bày. À, các em có thể xem thêm trong sách. Còn hôm thì tham khảo cách làm của thầy. Thì nhân hai phân thức tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Tử này, chúng ta lấy 2AC nhân cho 6B mũ 3. Thì chúng ta được gì? 2 nhân cho trừ 6, mình được trừ 12. A, B mũ 3, C. A, B mũ 3, C. Đó, tử nhân tử mẫu nhân mẫu mẫu nè 3 nhân 8 mình được 24 a bình bc a bình bc đó mình viết theo thứ tự alpha b mà đúng không theo thứ tự bằng chữ cái a rồi tới b tới c rồi tới đây mình thấy nè tử chia hết cho 12 mẫu cũng chia hết cho 12 nên chúng ta chia tử và mẫu cho cho 12 chia tử cho 12 thì chúng ta được trừ 1. 12 chia 12 được 1, số 1 mình không cần ghi. 24 chia cho 12 thì chúng ta được được 2. Đó. Rồi tiếp theo. Ở đây có a, ở đây có a bình. Chia tử và mẫu cho a. Tử chia a mất a. Tử chia a mất a. Mẫu chia a. a bình chia a thì còn còn a. Rồi tiếp theo. Ở mẫu có b, ở tử có b. Chia tử và mẫu cho b. Mẫu chia b mất b. Tử chia cho B, B mũ 3 chia B thì chúng ta còn B bình. Chia tử cho C, chia mẫu cho C. Hết. À, còn 1. Đó, vậy kết quả chúng ta được trừ B bình phần 2A. Đây, trừ B bình phần 2A. Chúng ta xong câu A. Mình sang câu B. Câu B, x bình trừ 1 phần x bình cộng 4x nhân cho 2x rồi x 1 bằng thì cũng tử nhân tử mẫu nhân mẫu tuy nhiên à, chúng ta làm luôn là mình phân tích ra nhân tử nha mình phân tích ra nhân tử để mà mình rút gọn cho nó gọn x bình trừ 1 1 chính là một bình như vậy ở đây chúng ta được là x trừ 1 nhân với x cộng 1 đó, hàng đẳng thức số 3 đúng không? Một chính là một bình a bình trừ b bình bằng a trừ b nhân a cộng b. Đó là cái tử này mình phân tích ra. Tiếp tục nhân cho tử này là nhân cho nhân cho hai x. Rồi mẫu nhân mẫu. Tuy nhiên cái mẫu này mình thấy mình có thể rút x ra ngoài nè. À, x ra ngoài. Chúng ta còn gì các em? X bình mà lấy x ra thì còn x. Ở đây 4 x mình lấy ra rồi. Mình còn số số 4 đó mẫu này nhân cho mẫu này mẫu này là x trừ 1 đó. mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu nhân tiện mình phân tích ra nhân tử luôn để mình rút gọn nè x trừ 1 x 1 rút gọn nè x x rút gọn nè đó cuối cùng chúng ta còn trên tử là 2 x cộng 1 à, số 2 chúng ta nên viết trước mẫu chúng ta còn lại là x cộng cộng 4 đây các em 2x cộng 1 Mẫu là x cộng 4 Ok Rồi chúng ta Xong Ví dụ 1 Bây giờ chúng ta Sang Ví dụ 2 Ví dụ 2 Tính Câu A Thầy không viết lại luôn nha Thầy làm luôn nha Bằng luôn Giả sử cái đây là tờ giấy của thầy nè Bằng luôn Thì để Nhân ba bạn này với nhau thì chúng ta cũng lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Được chưa? Tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Tuy nhiên mình phân tích thành nhân tử luôn. Ở đây là x bình trừ 4x cộng 4. 4 chính là 2 bình này. Ở đây là 4 đây chính là 2 nhân x nhân 2. Được chưa? 2 nhân x nhân 2. Đó. Nó có dạng là a bình trừ 2ab cộng b bình. Các em nắm được chỗ này không này Các thầy viết kỹ ra nha để nhiều bạn không nắm x bình trừ 4x cộng 4 nó chính là x bình trừ 4 là 2 nhân x nhân nhân 2 cộng 4 này nữa 4 này là 2 bình đó thì đây chính là a bình trừ 2 ab cộng b bình trên đây chính là x trừ 2 tất cả bình đó, thành nhân tử ha đây chính là x trừ 2 tất cả bình rồi nhân với tử này là x cộng 1 rồi nhân với tử này là là 6x. Mẫu nè, tương tự bạn này, một chính là một bình, 2 nhân x nhân 1, đúng không? Ở đây cũng có dạng hạng thức, chính là x cộng 1, tất cả bình. Còn bạn này, chúng ta lấy x ra ngoài, thì ở đây mình còn lại x trừ, trừ 2, mình lấy x ra, mình còn x trừ 2. Còn bạn này mình lấy hai ra ngoài, thì mình còn 2 mình lấy rồi, mình còn x Rồi 4 là bằng 2 x 2 Mình lấy số 2, mình còn số 2 Ok chưa Rồi, mình phân tích thành nhân tử Để mà chúng ta rút gọn Đây, mình rút gọn nè Mình thấy ở đây x cộng 1 Ở đây x cộng 1 X cộng 1 bình Thì cái này mắc Thằng này mắc Được chưa Ở đây x trừ 2, đây x trừ 2 Bạn này mắc Thì thằng này còn 1 x trừ 2 thôi Rồi ở đây x Ở đây x mắc đó, ok. Như vậy thì tính tử chúng ta còn 6 nhân x, x 2. 6 x 2. Còn dưới mẫu chúng ta còn 2 à số 2 này mình nên nên rút gọn luôn. 2 rồi x cộng 1, x cộng 2. Mình rút gọn luôn. Thì 6 chia 2 thì chúng ta được 3. Đúng không? 6 chia 2 chúng ta được 3. Rồi viết số 3 chỗ này luôn Ok Đó Kết quả chúng ta được 3 X 2 phần x cộng 1 x cộng 2 Đây 3 x 2 phần x cộng 1 x cộng 2 Rồi đó mình phân tích như thế này Rồi mình rút gọn Rồi bây giờ chúng ta qua Câu B nè Thì tương tự như vậy Câu B thầy sẽ không có viết lại đề Đây câu B đây Đề này ha bằng luôn Ở đây mình được là 1 phần 4A nè Trừ nè Ở đây là 1 phần A cộng B nè Nhân cho Rồi ở đây là A cộng B phần 4A Thầy cố tình thì để ngạc vuông để chi Để bạn này Thầy sẽ phân tích bạn này thành nhân tử ở chỗ này nha tại thầy nháp nè mình có trừ a bình b trừ a b bình khi mà chúng ta nhóm như thế này thì lúc này trước ngoặt là dấu trừ thì dấu sẽ đổi được chưa dấu trừ đổi thành dấu cộng rồi sau đó chúng ta lấy ab ra ngoài lấy ab ra ngoài b lấy ra rồi a bình mình lấy a ra mình còn còn a đây là AB bình thì mình lấy AB ra mình còn còn B được chưa nè đó thầy phân tích cho cái cộng này đó chúng ta được là chỗ này là trừ AB phần A cộng xin lỗi trừ AB mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc vuông rồi tiếp theo theo cái tính chất phân phối chúng ta sẽ nhân vô đây rồi nhân vô đây đúng không đây ha 1 phần 4A Chúng ta viết lại Bây giờ mình lấy bạn này mình nhân với cái cụm này Trừ 1 phần A cộng B Nhân cho A cộng B Phần 4A Rồi chỗ này các em chú ý nè Trừ nhân với trừ nha Trừ nhân với trừ thành Thành cộng biết chưa Trừ nhân với trừ thành cộng Tiếp theo là 1 phần A cộng B Nhân với bạn này nó khác bạn này chúng ta đưa lên tử luôn chính là a b a cộng b đó ok chưa chú ý là trừ nhân với trừ là thành thành cộng rồi bây giờ chúng ta rút gọn thôi mình thấy ở đây là a cộng b ở đây a cộng b rút gọn này ở đây a cộng b a cộng b chúng ta rút gọn này đó, như vậy thì mình còn gì 1 phần 4 a trừ ở đây là còn 1 phần 4 a tiếp còn đây là ab lúc này hai bạn này trừ cho nhau là hết như vậy thì kết quả rất là đẹp đó là ab ok đó thì các em có thể xem thêm à, sách trình bày ở đây ha chúng ta xong ví dụ hai bây giờ chúng ta sang thực hành một tính câu a tương tự như vậy thầy không chép lại đề đỡ mất thời gian nha thì nhân hai phân thức thì chúng ta lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu được chưa tử nhân tử mẫu nhân mẫu thì đây là 3 nhân với 15 thì chúng ta được 45 rồi a bình b đó trên tử chúng ta được như vậy còn mẫu nè 10 nhân 9 thì mình được 90 a mũ 4 b mũ 3 tiếp theo mình thấy là 45 bằng một nửa của 90 Đúng không Đó. Cho nên là chia tử và mẫu cho 45 Thì tử được một Còn mẫu là 90 chia 45 chúng ta được 2 Hay nói khác là 45 phần 90 là 1 phần 2 Các em hiểu không này 1 phần 2 Mà số 1 trên tử chúng ta không cần ghi ha 1 phần 2 Rồi tiếp tục Trên tử à, Lúc này ghi cũng được 1 phần 2 1 phần 2 nha 45 phần 90 chính là 1 phần 2 rồi tiếp theo, tên tử là có A bình nè. Mẫu là có A mũ 4 nè. Chia tử và mẫu cho A bình. Thì lúc này tên tử là mắc A bình. Còn mẫu là A mũ 4 mà chia cho A bình thì chúng ta được A bình. Tiếp theo, BB nè. Chia tử và mẫu cho B thì tử mắc B. Còn mẫu là B mũ 3 chia B thì chúng ta được B bình. Ok. Chúng ta xong câu A Còn hồi nãy thầy nói là số 1 mình không cần ghi là Bởi vì thầy nghĩ là lúc này là còn Còn ẩn Còn ẩn A hoặc B ở đây Nếu mà có ẩn A hoặc B ở đây thì số 1 chúng ta không cần ghi Nhưng mà khi mình rút gọn thì ẩn A B mất Cho nên chúng ta để số 1 Rồi chúng ta xong câu A ha Tương tự như vậy Chúng ta qua câu B này Đây, câu B này ở đây là nhân hai phân thức, Thì tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Tử là x 3 nhân cho 4x. Rồi mẫu này, ở đây là x bình. Còn ở đây là x bình trừ 9, 9 chính là là 3 bình. 9 chính là 3 bình. Như vậy thì đây có dạng là a bình phương trừ b bình phương. A bình trừ B bình là chúng ta được A cộng B nhân A trừ B. Chú ý B ở đây đóng vai trò là số 3 nha. Mình được x trừ 3 x cộng cộng 3. Ok. Rồi bây giờ mình rút gọn thôi. Mình thấy ở đây x trừ 3 nè. x trừ 3 nè. Ở đây x nè. Ở đây mắc cái bình ha. Như vậy thì chúng ta còn lại là tính tử là 4 với mẫu là x x cộng 3. Đó, xong của A, xong của B. Bây giờ chúng ta qua câu C. Câu C. Để đây luôn, bằng. Rồi, chỗ này, A bình trừ 6A cộng 9. À, chỗ này thì phân tích ra một xíu. A bình trừ 6A cộng 9. Chính là A bình trừ 2, nhân A, nhân, nhân 3 này 6A chính là 2 nhân A nhân 3 Cộng 9, 9 chính là là 3 bình Đó, tới đây các em thấy hàng đẳng thức không? A bình trừ 2AB cộng B bình Thì nó chính là A trừ B tất cả bình B đó đóng cái trò là số số 3 Đó, cho nên là cái tử này nè Chính là A trừ cho 3 tất cả bình Đó, tử nhân tử mẫu nhân mẫu rồi tiếp tục nhân cho 2A cộng 6 thì chúng ta lấy số 2 ra ngoài còn A cộng cộng 3 mẫu này A bình cộng cho 3A thì chúng ta lấy A ra ngoài chúng ta còn lại là A cộng 3 tiếp tục nhân cho cái mẫu này là A trừ trừ 3 rồi bây giờ mình rút gọn mình thấy đây là A cộng 3 này A cộng 3 này A trừ 3 này A trừ 3 này mất một cái như vậy thì mình còn gì? Trên tử chúng ta còn số 2 A trừ 3 còn ở dưới mẫu còn lại trừ A. Chúng ta xong câu C. Bây giờ chúng ta sang câu D. Mình thấy là phân thức này nhân với tổng của hai phân thức này. Thì mình có hai cách làm. À, cách thứ nhất chúng ta có thể nhân phân phối vào cách thứ hai chúng ta có thể cộng hai bạn này lại rồi mới thực hiện phép nhân được không thầy làm theo cách thứ hai nha ở đây là x cộng một này phần x nè rồi nhân cho ở đây x chính là x phần một nha x thì chính là x phần một đây x thì chính là x phần một đó Bây giờ thầy muốn cộng thì thầy phải đi quy đồng mẫu. Thì rõ ràng mẫu chung sẽ là x bình trừ 1. Đúng không? Như vậy thì chúng ta nhân tử cho x bình trừ 1. Mẫu cũng nhân cho x bình trừ 1. Đó. Được chưa? Đó. Cho nên là x của chúng ta sẽ bằng cái cộng này. Đó. Đây. X chính là x nhân cho x bình trừ 1 nhân cho chia cho x bình trừ 1. Đó. Có nghĩa là chúng ta thực hiện nhân tử và mẫu cho x bình trừ 1. Rồi tiếp tục cộng cho bạn này. 2 trừ x bình phận x bình trừ 1. Rồi lúc này hai bạn này à, cùng mẫu rồi. Chúng ta có thể cộng tử lại cho nhau. Mình được x cộng 1 phần x để đây nè. Rồi cùng mẫu rồi. Chúng ta viết mẫu lại. Mẫu chính là x bình trừ 1 x bình trừ 1 chính là x bình trừ 1 bình thì theo hàng nhận thức chúng ta được a bình trừ b bình là mình được a trừ b nhân cho a cộng b rồi tử cộng lại nè x nhân x bình chúng ta được x mũ 3 rồi x nhân trừ 1 mình được trừ x cộng lại cộng 2 trừ x bình rồi bây giờ tử nhân tử mẫu nhân mẫu à. x cộng 1 với x cộng 1 rút gọn hết cuối cùng trên tử chúng ta được là x mũ 3 trừ x bình trừ x cộng 2. Còn dưới mẫu chúng ta được x x trừ 1. Ok. Rồi chúng ta xong thực hành 1. Thì ở video này chúng ta tìm hiểu nhân hai phân thức. Ở video sau chúng ta tìm hiểu chia hai phân thức. Các em xem ở phần mô tả video để tìm đến link của video tiếp theo. Cuối cùng nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ cho Thầy An một like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh Thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.